Hướng dẫn sử dụng bột tắm kem nhân hưng hộp 30 gói. Vì sao bột tắm kem nhân hưng chưa thể phát huy hết tác dụng trong điều trị các bệnh lý ngoài da cho bé như chạm sữa, rôm sảy, hăm tã, mẩn ngứa, mụn nhọt? Thay vì ngừng sử dụng sản phẩm, mẹ hãy kiểm tra lại cách sử dụng, thời gian sử dụng, liều sử dụng xem đã đúng với hướng dẫn dưới đây chưa nhé. Hãy sử dụng với bệnh lý ngoài da do nhiễm khuẩn, nhiễm virus, thủy đậu, sởi, herpes, chân tay miệng, chốc lở, ban đỏ. Hòa tan 2 gói với 5 đến 7 lít nước ấm tắm hàng ngày cho trẻ, không cần tắm trắng lại. Với nhóm bệnh ngoài da do nhiễm khuẩn, nhiễm virus, sản phẩm chỉ giúp làm sạch da, giảm viêm, kháng khuẩn, không thể thay thế chỉ định của bác sĩ. Lưu ý khi sử dụng bột tắm nhân hưng điều trị bệnh ngoài da cho bé. Vệ sinh vùng da bệnh bằng nước sạch trước khi sử dụng sản phẩm. Sản phẩm phát huy tốt tác dụng nhất khi hòa tan trong nước ấm sạch 37 độ C. Sản phẩm hoàn toàn không độc hại, nhưng do vị đắng tự nhiên của thành phần thảo dược có thể gây khó chịu cho trẻ khi vô tình uống phải. Sản phẩm khi pha có màu xanh vàng nhạt do màu tự nhiên của thành phần thảo dược berberine và chlorophyll. Sau khi tắm, da trẻ sẽ có màu vàng nhạt. Đây là lớp màng bảo vệ da nên không cần tắm trắng lại bằng nước sạch. Sản phẩm pha đặc có thể làm vàng kẽ móng tay, móng chân và quần áo. Hiện tượng này sẽ biến mất sau vài ngày ngừng sử dụng sản phẩm. Sản phẩm có thể sử dụng tắm hàng ngày để dự phòng bệnh lý ngoài da ở trẻ. Sản phẩm giúp loại bỏ các bệnh lý ngoài da tại vùng đầu ở trẻ nhưng không có tác dụng thay thế gội đầu. Do đó, khi trẻ bị nổi mụn ở vùng da đầu, cha mẹ cần vệ sinh sạch bằng sản phẩm sữa tắm dịu nhẹ, sau đó gội trắng lại bằng nước có pha bột tắm nhân hưng để gia tăng hiệu quả điều trị. Sản phẩm giúp loại bỏ các bệnh lý ngoài da tại vùng đầu ở trẻ nhưng không có tác dụng thay thế gội đầu. Không dùng cho trẻ quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào có trong sản phẩm. Sử dụng sai cách có thể làm giảm hiệu quả của sản phẩm.